Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về một loài vật to lớn và mạnh mẽ có tên gọi là đại bàng nhé. Chắc nhiều em đã được nghe tên nhưng chưa được nhìn thấy đâu nhỉ. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nó nhé. Các em nhớ like và đăng ký kênh của chị để không bỏ sót video nào nói về con loài động vật đáng yêu, thú vị được phát sóng vào 6 giờ tối hàng ngày nhé. Đại bàng là một loài chim săn mồi có kích thước lớn, có nghĩa là đại bàng là một trong những loài săn mồi chiếm ưu thế nhất trên bầu trời. Đại bàng thường được tìm thấy nhiều nhất ở Bắc Bán Cầu, bao gồm châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Đại bàng cũng được tìm thấy trên lục địa châu Phi. Có hơn 60 loài đại bàng khác nhau trên thế giới, nhưng chỉ có 2 trong số các loài đại bàng này được tìm thấy ở Mỹ và Canada. Tuy nhiên, một trong những loài đại bàng này là một trong những loài đại bàng phổ biến nhất, đó là đại bàng hói. Mặc dù tên của nó là đại bàng hói, nhưng nó có đầu đầy lông, màu sáng trắng, làm cho đại bàng hói rất dễ phân biệt. Đại bàng vàng là loài đại bàng duy nhất khác được tìm thấy trên lục địa Mỹ. Kích thước của một con đại bàng phụ thuộc vào loài. Đại bàng có thể có kích thước từ 40cm đến hơn 1m chiều cao. Dải cánh của nó có xu hướng ít nhất gấp đôi chiều dài cơ thể. Đại bàng có lông ở hai đầu cánh di chuyển lên xuống. Đại bàng là loại săn mồi chiếm ưu thế và được gọi là chim săn mồi. Đại bàng ăn những con chim và rơi nhỏ hơn trên bầu trời, động vật có vú nhỏ và cá trên mặt đất. Đại bàng nổi tiếng với thị lực đáng kinh ngạc. Thị lực của đại bàng tốt đến nỗi một con đại bàng có thể nhìn thấy rõ ràng một con chuột trên mặt đất khi đại bàng vẫn còn đang bay cao trên bầu trời. Đại bàng được sử dụng như một biểu tượng trong nhiều quốc kỳ trên toàn thế giới vì đại bàng được cho là giống với sức mạnh hoặc vận may. Đại bàng là loài săn mồi chiếm ưu thế, rất tàn nhẫn trong môi trường của chúng và do đó đại bàng có rất ít động vật săn mồi tự nhiên. Đại bàng rất thích săn bắt những động vật nhỏ hơn chúng như gà con, vì gà con còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm nên chúng khá dễ bị tổn thương. Đại bàng cái xây tổ của chúng trên ngọn cây cao hoặc trên vách đá cao, nơi chúng cảm thấy là an toàn nhất. Đại bàng mẹ có xu hướng để 2 quả trứng và nở sau khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, trong nhiều loài đại bàng, một trong những đại bàng con tự nhiên mạnh mẽ hơn một chút so với các con khác. Và con mạnh hơn thường giết chết anh chị em yếu hơn của nó. Đại bàng đã thích nghi tốt với lối sống săn mồi thống trị của chúng. Những con đại bàng không chỉ có thị lực đặc biệt và khả năng bay lên nhanh chóng, mà đại bàng còn có mỏ nhọn và bàn chân nhanh nhẹn được gọi là móng vuốt. Mỏ của đại bàng được thiết kế hoàn hảo để xé thịt ra khỏi xương. Móng vuốt của đại bàng mạnh đến nỗi đại bàng có thể mang con mồi trong chân đến nơi an toàn để ăn nó. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong loài đại bàng to lớn này rồi đấy. Các em có thấy nó đáng sợ không? Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những tập tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh của chị nhé. Tạm biệt các em.